Kiều Miro xin mến chào tất cả các bác, các anh em yêu thành viên OKH trên mọi miền tổ quốc. Mến được các bác, mến thương anh em. Hôm nay là một trong những ngày khuyến mại giảm giá đối với tất cả các sản phẩm tại cửa hàng Hiếu Miro. Và đây là một trong những bộ giảm mà được các bác anh em lựa chọn khá là nhiều khi đến cửa hàng Hiếu Miro. Vì nó đầu tiên là thẩm mỹ của nó khá đẹp, thứ hai là chất âm của nó cũng khá là tốt các bác anh em nhé. Với giá khi đã khuyến mại thì chưa đến 15 triệu đồng một bộ này thôi các bác anh em. Thì trước mắt các bác anh em đây là một đôi loa JBL KB052 bass 30. Thì đối với dòng loa JBL mà trong chất âm hay nhất năm 2019 thì đó là dòng loa JBL KB052 này với bass 30 có logo phát sáng, với giá cửa hàng Hiếu Miro đang bán là 6.800.000 đồng. Và trong dịp khuyến mại này thì cửa hàng Hiếu Miro xin phép báo giá là 6.500.000 đồng tại cửa hàng các bác anh em nhé. Và trước mặt các bác anh em đây là một bộ ba sản phẩm, đó là một cục đẩy công suất DK đắt kinh là A1000, một chiếc vang cơ cao cấp mang thương hiệu Game chính hãng KM8FX và một chiếc micro sure UGX21. Thì thêm các vấn thưa các bác với anh em, thì đối với cục đẩy này là cục đẩy DK đắt kinh là A1000 này là cục đẩy nội địa Trung Quốc, cửa hàng Hero bán với 4.300.000 đồng. Và hôm nay trong chương trình khuyến mại giá tại cửa hàng thì các bác đến cửa hàng là 3.900.000 đồng các em nhé. Và chiếc vang cơ game này thì bộ trái tim của bộ dàn đó là một chiếc vang cơ. Chiếc vang cơ thì hiện nay bán trên thị trường rất là nhiều. Cổng quang có, Bluetooth có và USB có. Nhưng cái chất âm thực sự đem lại, tiếng bass chắc, tiếng nhạc sạch sẽ, thì những cái dòng vang như cái game KM8FX này mới đem lại tiếng âm thực sự là sắc nét. Thực sự là sắc nét và tiếng âm rất là chân thực. Thì Hiếu Miro xin phép giới thiệu qua chiếc vang này. Chiếc vang này thì nó đầy đủ echo và diệt bật các em nhé. Để xét một chiếc vang ở tầm giá khoảng 2 triệu đồng mà để đầy đủ echo diệt bật thì hiện tại trên thị trường không có nhiều mẫu, mà đặc biệt chiếc vang cơ thì cực kỳ là dễ chỉnh. Đây, em xin quay lại một lần nữa. Cấu tạo của nó với nội thất cực kỳ đồ sộ, cực kỳ là đẹp đẽ các em nhé. Chiếc vang cơ KM8X mang thương hiệu Game hàng chính hãng. Còn tiếp theo đó là một chiếc micro Sure UGX21, là một sản phẩm mới nhất trong dòng Sure năm 2019 này. Đây là một dòng 4 anten là vỉ đỏ các bác nhé, vỉ mạch đỏ và củ mic màu tím. Đây là dòng 4 anten đây, với giá của nó cũng cực kỳ hữu nghị thôi. Thì cái dòng này là chưa đến 2 triệu đồng tại cửa hàng Hiếu Miro. Còn chiếc vang này thì với giá là 2.200.000 đồng và đang khuyến mại giảm giá 100 là 2.100.000 đồng. Tổng bộ dàn thì các bác mua bộ dàn này sẽ được giảm giá từ 800 đến 900 nghìn đồng các bác em nhé. Đấy, một bộ dàn rất là hay, đẹp đẽ và gọn đĩa. Đây, đằng sau đây các bác em nhé. Đối với dòng mic loại 1 thì nó có cổng ra màu tím đây. Đây là cục đẩy DK đắt đăng kinh. Cục đẩy DK đắt đăng kinh này thì nó có thể đánh được một đôi loa bass 40, hai đôi loa, một đôi loa hoặc là một đôi loa bass 30 cộng bass 25. Và con này nó có đường link ra các em này, đủ các chế độ bright, mono, stereo. Thì sau đây Hiếu Miro xin phép quay một đoạn clip mà bác khách đã tin tưởng và chọn bộ dàn karaoke với cấu hình như thế này để đem về nhà. Thì sau đây Hiếu Miro xin phép được giới thiệu đoạn ca khúc mà bác test cho anh em cùng nghe và tham khảo nhé. Nhà mùa xuân đã về, bài nhạc xuân buồn tôi vẫn nghe. Mẹ ơi con vẫn không về, ngày xưa chiến tranh điêu tàn, giờ thì xa quê bốn ngàn. Gặp màu hoa nở đo xanh tím vàng, ngại ngùng xuân đầu mừng tôi mơ. Xuân vẫn chia hai trời, dịu lòng nàng sao ấm môi. Ôi ta nhớ thuở trời yên vui, tiếng em thơ reo đùa, pháo vang đêm giao mưa. Ai đã lìa bên đèo từ lâu, bao lần nghe
sáng mẹ một mùa xuân đâu mà lòng con hằng đêm muốn nỗi đau. Người ơi đây dẫu thiên đường một người đang tiếc thương khôn đường về một mùa xuân cô. Một người đang tiếc thương khôn về một mùa xuân.